Xin kính chào quý vị khán giả của bản tin 113 Online. Mở đầu bản tin trưa nay là thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Gia Lai, làm 3 thành viên của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tử vong tại chỗ và một người bị thương. Ngay sau khi nắm được thông tin, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban tổ chức đoàn công tác cùng các cơ quan thành viên liên quan đến hiện trường để phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân. Thông qua đoàn công tác, Phó Thủ tướng cũng chuyển lời thăm hỏi, chia buồn đến gia đình các nạn nhân tử vong và động viên thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ việc. Như tin đã đưa, vào khoảng 14 giờ 40 phút ngày 12 tháng 8, tại km 1646+500 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Ia Rú, huyện Chư Pứ, tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa hai xe ô tô tải và một xe ô tô con, khiến 3 người ngồi trên xe con tử vong tại chỗ, lái xe bị thương nặng. Các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là thành viên của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, gồm Dương Minh Ninh, Đào Trọng Trí, Paulo, Madeira, Oliveira. Sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, lãnh đạo địa phương đã có mặt ngay để chỉ đạo các lực lượng tổ chức cứu hộ cứu nạn, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân. Mang hung khí đi hỗn chiến, khi lực lượng công an ngăn chặn thì tấn công để bỏ trốn. 21 đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ. Theo kết quả điều tra, do có mâu thuẫn cá nhân nên Ngô Văn Lương và Thái Tuấn Đạt cùng chú tại thành phố Châu Đốc đã hẹn nhau để giải quyết. Hai đối tượng đã rủ thêm nhiều thanh thiếu niên mang theo hung khí để đánh nhau. Tối ngày 5 tháng 7, nhóm của Lương mang theo hung khí đến điểm hẹn thì bị công an phường Vĩnh Mỹ kịp thời phát hiện ngăn chặn. Tuy nhiên, Trần Văn Quý và Lê Văn Thọ trong nhóm của Lương đã sử dụng dao phóng lợn chống trả lực lượng công an để tẩu thoát. Nhóm của Đạt đến sau phát hiện lực lượng công an nên đã bỏ chạy. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Châu Đốc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Quý và Thọ về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. 19 bị can khác cùng về hành vi cố ý gây thương tích. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Hòa Bình, Công an thành phố Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, thi hành lệnh bắt khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 3 bị can. 3 bị can cùng trú tại thành phố Hòa Bình gồm Bùi Tú Cao, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Hòa Bình, Trần Thị Huê và Phạm Trọng Toàn cùng là cán bộ của trung tâm này. Theo kết quả điều tra, từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2022, thực hiện các chương trình tuyên truyền cổ động cho SEA Games 31 cùng một số các chương trình khác, 3 bị can trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để làm trái công vụ, cụ thể là mua khống 9 hóa đơn, sau đó hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán, rút tiền ngân sách, gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước 104 triệu đồng. Số tiền này các bị cáo chia nhau và chia cho một số cán bộ viên chức thuộc Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh. Thưa quý vị, khi có nhu cầu vay tiền, cần liên hệ trực tiếp với các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng để được tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục vay vốn. Tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP được gửi vào hòm thư, điện thoại di động cho các đối tượng. Không chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân mà các đối tượng lạ cung cấp, dụ dỗ. Đó là những lời cảnh báo mà cơ quan công an đã tuyên truyền rất nhiều. Thế nhưng thực tế, vẫn có nhiều người dân phớt lờ lời cảnh báo này và rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo. Mua nhà, sửa nhà, xây nhà, mua xe ô tô. Nếu bạn là cán bộ, công chức sẽ được vay tín chấp lên đến 500 triệu đồng. Lãi suất hấp dẫn bảo mật với cơ quan, chỉ cần quyết định tuyển dụng. Đấy là những lời mời có cánh trên mạng xã hội hiện nay. Tôi là một cán bộ công nhân viên chức. Sau khi mà được vào công nhân viên chức rồi, dưới chức danh hợp đồng thì tôi cảm thấy là mức lương không ổn định. Và tôi nhận được rất nhiều các thông tin, ví dụ như là cuộc gọi bằng điện thoại này, hay là một số các trang mạng, nó quảng cáo trên các trang mạng, một số các nền tảng mạng xã hội này, hay là qua tin nhắn này, thì họ có những cái mức ưu đãi đặc biệt dành cho những cán bộ công nhân viên chức với lãi suất rất là thấp. Và tôi sử dụng cái nguồn đó để đăng ký một cái khoản vay cho cá nhân của mình. Khi mà tôi đăng ký khoản vay đó cho bản thân cá nhân thì họ lại nói rằng là lãi suất là 1,2%, thậm chí là có những cái đơn vị mà 1,5% một tháng.
Và sau khi mà tôi chấp nhận với cái mức điều khoản đó thì tôi vay với mức số tiền khá cao, là số tiền khoảng 300 triệu, và họ lấy lại 50 triệu và chỉ giao lại cho tôi 250 triệu. Và đó lúc đó thì tôi nghĩ là nó chỉ giữ 50 triệu đó là cái tiền lãi, sau khi mà mình không trả được thì đó là tiền lãi hàng tháng. Tôi làm hàng ngày, tôi làm hàng giờ và tôi trả nợ hàng tháng. Đặc biệt hơn là khi mà trả nợ gần xong rồi thì họ lại sinh ra rất nhiều cái khoản phát sinh. Sau khi mà có những cái khoản phát sinh đó thì họ yêu cầu tôi phải cung cấp một số các tài khoản trong mạng xã hội của tôi này, đôi khi là phải cung cấp số điện thoại của người thân này. Thì lúc đó thì họ bắt đầu vào khủng bố người thân này, khủng bố chỗ làm và khủng bố cái công việc của tôi khi mà tôi làm việc lúc đó. Hiện có hai hình thức vay phổ biến là vay qua ứng dụng và vay trên website đánh vào cán bộ công nhân viên chức. Nếu vay qua ứng dụng, người dân sẽ phải mở quyền truy cập về các thông tin cá nhân như danh bạ, tin nhắn, đồng bộ Google và sử dụng cuộc gọi. Còn vay qua website, người dân sẽ phải để lại đường dẫn tới trang cá nhân Facebook, Zalo và lịch sử cuộc gọi trong vòng 6 tháng. Khi đến hạn không thanh toán, nhóm đòi nợ sẽ truy cập danh bạ, lấy số điện thoại gọi điện khủng bố người thân, bạn bè, ép người vay trả tiền. Nhiều trường hợp còn bị dọa tung ảnh cá nhân, tin nhắn hội thoại lên mạng xã hội để bêu xấu. Qua đấu tranh, lực lượng công an đã phát hiện hình thức lừa cho vay này xuất hiện tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Việc cho vay lãi nặng của các nhóm đối tượng này không chỉ có tính chất bóc lột đối với những người vay tiền, mà chúng còn tiềm ẩn phát sinh rất nhiều những cái nguy cơ của các loại tội phạm khác, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Cho vay này là một dạng cho vay tín dụng đen với cái lãi suất rất cao, nhưng mà họ lại không cần những cái tài sản đảm bảo, mà họ chỉ cần cái nhân thân và các cái giấy tờ liên quan đến cá nhân. Và nếu như mà những cái người mà cần tiền để kinh doanh hoặc là trong một cái hoàn cảnh nào đó mà cần vay thì nên đến các ngân hàng thương mại và làm đầy đủ các cái thủ tục theo quy định. Bộ Công an cũng đã nhiều lần thông tin việc lợi dụng nhu cầu vay vốn tăng cao của nhiều cá nhân, các đối tượng phạm tội đã mạo danh các ngân hàng, công ty tài chính cho vay tiền trực tuyến với lãi suất rất thấp nhằm thực hiện hành vi lừa đảo. Vậy nên người dân, kể cả cán bộ công nhân viên, khi có nhu cầu vay tiền cần liên hệ trực tiếp với các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng để được tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục vay vốn. Tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP được gửi vào hòm thư, điện thoại di động cho các đối tượng. Không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân mà các đối tượng lạ cung cấp, rủ rỗ.